Chương trình này có phụ đề tiếng Việt. Vào một ngày nọ của những năm 30 thế kỷ 20, khi đoàn khảo sát khoa học Tây Bắc đang tiến hành khảo sát thực địa dọc theo con đường tơ lụa cổ, thì bất ngờ nhìn thấy một thành cổ hoàng kim. Một nhà khảo cổ học người Nhật Bản đã dẫn theo một đội quân Nhật lén lút lẻn vào khu vực đạt thành, đồng thời phong tỏa xung quanh nó. Những người tri thức của đạt thành quyết định đối kháng đến cùng với họ, dùng sinh mạng và máu tươi để bảo vệ vùng kho báu dưới cát vàng khỏi sự xâm lược tàn phá của quân xâm lược. Đây là cái gì? Sao vậy? Vàng. Giao nó lại cho Thái quân đi. Đi thôi. Được. Ngươi là người dân lương thiện báo cáo. Vâng. Hành động. Cô ở lại đây. Cái đồ nhát gan, không phải lúc nãy tôi đã bảo anh đánh ngất họ đi rồi sao? Không phải anh bảo giết chết họ sao? Cái gì đây? Mấy món này là cái gì vậy? Tìm thấy cái gì rồi sao? Không phải tôi đã bảo cô chờ chúng tôi ở ngoài rồi sao? Tôi sợ chết khiếp. Báo cáo. Vừa rồi có đào được một cái vòng vàng. Người Nhật Bản cũng có nghiên cứu về thận lâu thành nhĩ. Xem ra những gì bố tôi kể đều là thật. Người cổ Lâu Lan thật sự đã dùng vàng để tạo nên một tòa thành. Đây là cái gì? Cứu mạng, cứu mạng. Mau giải tán được. Đi. Có bọ. Đứng im không được động đậy. Mấy người đang làm gì đó? Đi. Giết bọn chúng. Đi, mau lên, mau đi thôi. Khốn kiếp, đuổi theo. Mau dùng thuốc nổ đi, nhanh lên. Đưa tôi. Được cứu rồi, mọi người nhìn bên kia đi, là đội bảo vệ báu vật của Mã Như Long xông lên. Lên.
Vậy còn chờ gì nữa? Mau chạy thôi. Chạy mau. Đánh, phản kích. Giết. Cô. Hãy để cho đám người lùn này sự lợi hại của đội bảo vệ báu vật. Đã rõ. Anh em giải tán. Động cắt biển vùng đất cổ Lâu Lan. Nào, cô không sao chứ? Không sao. Hy vọng Nê Thu có thể chống đỡ lâu một chút. Ý anh là gì? Anh ta chính là một tên nhát gan. Mau nói đi, ai sai mấy người tới? Tôi chỉ là một công nhân bình thường mà thôi. Tôi không hề quen biết gì với hai tên cướp đó cả. Không chịu nói thật. Đây là cái gì? Tôi chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ. Chưa từng thấy. Chưa từng thấy. Đánh. Vâng, hoàn toàn không quen biết gì hết. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng chỉ đánh mà không hỏi thế chứ. Tôi cũng có bảo là không khai đâu. Cậu lui xuống đi. Người cầm đầu là ai? Tên là gì? Người cầm đầu tên là Trần Tiêu, là ông chủ của tôi. Đạp cửa trèo tường là nghề của tôi rồi. Tôi biết họ đang ở đâu. Tôi có thể đưa mấy người tới đó. Chỉ cần mấy người đừng giết tôi thôi. Tên anh là gì? Tôi tên Nê Thu. Nê Tang. Mọi người có thể gọi tôi là Nê Tang. Nê Tang. Thật là một cái tên thú vị. Nê Tang. Không phải đã nói là không giết tôi rồi sao? Không cần cảm ơn. Quả nhiên giống y như Nê Thu. Nê Thu có thể sống tiếp được không? Thì chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Đạt thành. Chậm chút. Nào. Hey.
Cô đang cầm cái gì vậy? Tấm da cừu này tôi tìm thấy ở chỗ cha tôi đó. Ông ấy tin chắc rằng đây là một tấm bản đồ kho báu bị thất lạc. Bản đồ kho báu? Bản đồ kho báu gì? Vị trí của thận lâu thành, nhưng đường vào bị mờ nhìn không rõ nữa. Bên trong đó rốt cuộc có cái gì vậy? Tại sao người Nhật Bản lại nhất quyết phải tìm được thận lâu thành? Theo truyền thuyết thì thận lâu thành thật sự có tồn để chào đón thần mặt trời. Người cổ Lâu Lan đã làm một tòa thành bằng vàng cho thần Minh ở. Sau khi thần giáng xuống đã trồng một cái cây bên trong thành. Quả của cây thần có thể khiến con người cải tử hoàn sinh. Tôi thật sự không hiểu nổi người Nhật Bản đang nghĩ mấy chuyện ma quỷ như thế này mà cũng tin. Nhưng cha tôi tin đó. Nhưng nói thì cũng có lý lắm. Truyền thuyết cũng được truyền đi truyền lại dựa theo chứng cứ cha tôi vì để chữa bệnh cho mẹ tôi. Mà khi nghe được manh mối đã lập tức xuất phát luôn. Nhưng lại chẳng bao giờ trở về nữa. Tôi nhất định phải làm rõ xem rốt cuộc bố tôi đã bị làm phải tới thận lâu thành. Vậy cô có manh mối gì không? Một cái vòng vàng. Vòng vàng. Cái này chẳng phải giống y như cái lúc sáng người Nhật Bản đào được sao? Mang ra đây xem thử xem. Không ở chỗ tôi, không phải ở chỗ cô sao? Hỏng rồi, ở chỗ của Nê Thu rồi. Ngài Hikaritian, mọi chuyện đã xử lý xong xuôi rồi, chỉ còn đợi chỉ thị của ngài thôi. Mời ngài vào cuộc. Đám người Nhật ở đây không chào đón mấy người. Mau cút ra ngoài đi, tránh ra. Sao vậy? Không cho chúng tôi vào sa mạc. Đạt thành này cũng thuộc về đám Nhật Bản mấy người rồi đúng không? Đừng nghĩ ông đây không biết mấy người tới để làm gì. Mấy người tới vì kho báu của thận lâu thành. Có đúng không? Ai mà không vì cái này chứ? Dựa vào đâu mà người Nhật mấy người có thể làm chứ? Dựa vào đâu hả? Có tin? Có tin hôm nay ông đây sẽ đập chết mày không? Đồ đàn bà thối, tôi. Cô dám? Sao Chan? Chúng ta tới đây với tinh thần thiện chí, phải đối xử lễ phép với người khác. Vâng. Giết bọn họ. Y Nhiễm, tôi vào thành xem thử tình hình. Cô thu dọn một chút, chờ tin tức của tôi. Có phát hiện gì không? Tôi phát hiện ra rằng táo cũng không ngọt bằng cô. Nói chuyện chính đi, anh định cứu Nê Thu thế nào? Yên tâm, cậu ta láo cá lắm. Không chết được đâu. Tôi thì lại không nghĩ vào những lúc quan trọng, anh ta chính là một tên ngốc. Tránh ra, tránh ra. Nê Thu, anh dẫn chúng tôi đi lòng vòng lâu như vậy, chắc cũng phải tìm tới nơi rồi chứ. Tôi đã nói rồi mà, Trần Tiêu, Y Nhiễm không phải là vợ chồng, họ không thể ở cùng một chỗ được. Sai Tô, anh nói xem, Trần Tiêu có phải là không đẹp trai bằng tôi không? Đừng nói lung tung nữa, mau đi tìm cho tìm. Nhà này. Không phải.
Nhà này hình như cũng không phải. Cũng không phải. Đồ khốn, không phải. Anh đang đùa giỡn chúng tôi. Anh có tin tôi sẽ một phát bắn chết anh không? Sao lại bắn? Sao lại muốn bắn tôi nữa vậy? Saito, họ đang ở kia kìa. Mau bắt bọn họ lại cho tôi. Cô cẩn thận chút, tôi đi cứu Nghe Thu. Cẩn thận chút. Anh ta đang ở trên tầng. Đi. Đuổi theo. Ngài Hikaritian, ở đây rất nguy hiểm. Hay là chúng ta đổi chỗ khác quan sát đi. Không cần. Tên Trần Tiêu này thật thú vị. Nê Thu mau đi thôi. Bên này. Đừng chạy nữa. Mọi người không sao, không sao. Ở đâu gậy đồ xuống, anh chạy không thoát đâu. Đồ khốn qua super, cậu muốn chết sao? Hỏa lực của người Nhật mạnh quá. Phải có ai đó ra ngoài dự định thì tôi mới có thể tìm được vị trí được. Anh lên trước đi. Tôi đi xem thử hỏa lực châm ở đâu. Trần Tiêu, cái tên xấu xa này. Đứng lên. Xem ra chúng ta ở đây không được an toàn. Về thu dọn một sau đó chúng ta sẽ rời khỏi Đạt Thành. Đi, đi, Nê Thu. Nê Thu, dừng lại chút, cẩn thận có bẫy. Bẫy gì? Nhìn vẻ giật mình hoảng hốt của anh kìa. Đi thôi. Nê Thu. Chờ chút. Theo những gì tôi thấy, có lẽ nhà Y Nhiễm đã bị cướp đột nhập rồi. Nói thừa, thế này còn chưa rõ ràng sao?
Tấm da cừu mất rồi, hay cho phế điệu hổ ly sơn, chờ chút y nhiễm. Nhà cô có mùi gì vậy? Thơm quá. Cậu, ngài Hikaritian, chúng tôi đã phát hiện rác này ở nhà của y nhiễm. Tái ông mất ngựa, ai biết được sẽ là chuyện tốt hay xấu chứ. Đi được một bước rồi thì sẽ có đường đi tiếp mà thôi. Bắn. Sau này còn nhiều cơ hội để ngắm hơn đấy. Trần Tiêu, anh khiến người ta ngưỡng mộ quá đấy. Tiếng trống đầu tiên, đi nấu cơm ăn. Tiếng trống thứ hai, mặc đồ ra trận. Tiếng trống thứ ba, rút đao khỏi chui. Họ có ý gì vậy? Tại sao lại không nổ súng? Họ đang trêu ngươi chúng ta sao? Họ đang khiêu khích chúng ta đấy. Cô ở yên đây nhé, đừng di chuyển. Tiếng trống thứ tư, giao binh lính ra. Tiếng hay lui đều phải nghe theo lệnh. Làm trái lệnh sẽ bị chém luôn. Cậu không sao chứ? Anh ơi, có cách nào ra khỏi đây không? Phải xử lý mấy tên này đã mới ra ngoài được. Nổ súng. Xin cô đấy, nghe theo chỉ huy đi mà. Bây giờ là lúc nào rồi? Cô đi ra ngoài thu hút sự chú ý của họ. Cô đi thay quần áo rồi cùng nê thời khỏi thành trước đi. Hai người chờ tôi ở cổng thành nhé. Đi đi. Vâng ạ. Nhanh lên, đi thôi, đi thôi. Trần Tiêu, bởi vì tôi muốn tìm cha nên mới chọc đến bọn Nhật Bản. Anh và nê thu không cần như vậy đâu. Chúng tôi làm vậy không phải vì cô. Cô nghĩ nhiều vậy rồi. Vì cái gì chứ? Bởi vì tôi rảnh. Bởi vì anh thích tôi đúng không? Tôi thích nhiều thứ lắm. Đi đi, cẩn thận nhé. Tiểu hồ ly, xem ngươi chạy đi đâu nào. Mau đuổi theo. Bye bye. Y nhiễm, Đức, mau lên, khát chết tôi rồi.
Anh nói xem sao mãi mà chưa thấy Trần Tiêu ra vậy? Tôi đến rồi đây. Sao thế? Quan tâm tôi đến vậy sao? Không hề nhé. Đừng chơi nữa, bọn Nhật đang mau lên theo đứng lên đi. Tính tôi không muốn chịu thì chẳng phải bọn Nhật muốn đến núi Đại Hắc Thận Lâu thôi sẽ không để cho bọn họ chỉ ba chúng ta thôi á? Chẳng phải là tự vậy vào đầu đi về Đạt Thành để chết đi. Núi Đại Hắc. Theo như bản đồ này. Theo như bản đồ này thì chắc là ở đây rồi. Chúng ta đi ra ngoài xem đi. Nếu theo như bản đồ thì ở đẩy ra phải có hai ngọn núi mới đúng. Bởi vì chúng ta chưa thực sự hiểu được đồ trên tấm vậy thì tôi sẽ tìm người đi dò đường. Saito, dẫn một tiểu đội đi dò đường. Rõ. Mọi người đi theo tôi. Rõ. Nê Thu, vòng vàng đâu? À, cái này bị bọn Nhật tịch thu mất rồi. Nê Thu, đồ nhát gan. Không phải đâu, anh Tiêu, bây giờ chúng ta làm gì đây? Đồ nhát gan như cậu không được việc gì, nhưng vẫn còn người khác làm được. Không được, không được. Em tuyệt đối không đồng ý tìm mã ngư long đâu. Em không làm đâu. Em rời khỏi nhóm đây. Đừng đi, hai người làm gì vậy? Không phải, Y Nhiễm, cô không biết mã ngư long đó hận tôi lắm. Nếu như rơi vào tay bọn Nhật, tôi biết tôi còn có thể sống được. Nhưng mà nếu rơi vào tay mã ngư long, thì cô ta bóp chết em đấy, anh Tiêu. Cậu không phải là một con chạch sống sao? Không chết được đâu, đi thôi. Đi thôi. Có ai sống mà có thể tiểu được không? Đi thì đi. Ngài Hikaritian, tôi định phái người đi đuổi theo tân Trần Tiêu đó. Không cần đâu. Ta lấy được tấm da cừu này thì Trần Tiêu chắc chắn sẽ đến đây. Trần Tiêu chỉ là một con hồ ly, còn ta là thợ săn. Ngài cho rằng bao lâu nữa sẽ đuổi đến đây vậy? Nói không chừng chúng đã đến rồi đấy. Ừ.
Không được cử động, tôi đã nói rồi. Nếu như anh dám xuất hiện trước mặt thì tôi sẽ giết chết anh. Em bỏ con dao ra, Lung đã chết rồi. Đứng lên đi. Đủ rồi. Em nhìn lại bộ dạng của mình đi. Trông cứ nhường sống ở trong địa ngục. Ai lại không sống trong địa ngục đâu. Năm đó khi hắn ta hại chết cha, đó là cha ruột của cậu ấy đấy. Trần Tiêu, Mã Như Long là con gái sao? Thì làm sao? Cô có hứng thú muốn biết mối quan hệ của ba người chúng tôi à? Thực ra cũng chẳng có gì cả. Tôi và Linh Lung là con nuôi của cha của Nê Thu. Ông ấy từng sinh sống và học tập nước ngoài. Năm đó ông ấy học ngành khảo cổ học, thường xuyên gặp mặt qua lại với bọn người nước ngoài ở sa mạc. Ông ấy dạy dỗ chúng tôi rằng định phải bảo vệ tốt sa mạc này. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc phải bảo vệ cái gì chứ. Là vàng bạc ở trong sa mạc này sao? Nhưng vàng bạc làm ra chẳng phải lã cho con người sử dụng. Phải vậy rồi. Nó là bảo vật quốc gia, là minh chứng cho lịch sử và văn hóa của chúng ta. Năm đó ông ấy cũng nói như vậy. Trong ba người chúng tôi, ông ấy thích Linh Lung nhất. Ngược lại, tuy Nê Thu là con trai ruột, nhưng ông ấy lại rất hay hắt hủi cậu ấy. Có một lần, Nê Thu một mự sỏi đi ra ngoài cùng ông. Ông ấy đuổi mãi không được, thế là mới cho cậu ấy đi cùng. Kết quả là đi được nửa đường gặp phải bọn trộm mộ. Bọn chúng dùng Nê Thu để uy hiếp ông, bắt ông mở mộ huyệt quạt một tướng quân thời cổ đại cho họ. Sau khi ông ấy đi vào trong mộ huyệt, thì chỗ đó bị sập. Mãi đến một năm trước, trước khi tôi quen biết cô, tôi đã bắt được một tên trộm mộ. Hóa ra tên trộm mộ này chính là một trong những hung thủ sát hại cha nuôi năm xưa. Theo lời hắn nói, tôi đã biết được một câu chuyện khác. Câu chuyện gì vậy? Hắn ta nói rằng năm đó ông ấy đã cố tình làm choái mộ huyệt đó sập xuống để chôn vùi tất cả bọn trộm mộ ở đó. Tôi nghĩ ông ấy đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi. Nếu như bọn chúng thành công ly được hết kho báu trong mộ ra, thì chúng nhất định không thả hai người họ ra đâu. Thay vì cả hai đều phải chết, thôi thì cược liều một ván vậy. Linh Lung có biết chuyện này không? Em ấy biết. Nhưng tính cách của em ấy hơi cố chấp. Em ấy luôn cho rằng là Nê Thu đã hại chết cha. Những năm qua, Linh Lung vô cùng căm hận bọn trộm mộ ở cái sa mạc này. Bớt đi một mã Linh Lung, có thêm một mã Như Long. Nhưng có ai biết rằng ở cái sa mạc này, em ấy chưa bao giờ ý định xấu gì với những kho báu này cả. Linh Lung, em có thể chuẩn bị cho An một vài trang bị được không? Anh định làm gì vậy? Chẳng phải cha đã nói là chúng ta phải bảo vệ sa mạc này sao? Trước kia anh có thể nhắm mắt mở cho qua. Nhưng bây giờ bọn Nhật Bản muốn đến đào đồ vật của tổ tiên chúng ta, sao có thể để yên được? Nếu như ông ấy còn sống, thì chắc là ông ấy đã chết anh rồi. Đại Long, qua đây. Thủ lĩnh đã sớm đoán được điều này sẽ xảy ra rồi. Nói rằng anh Tiêu thù dai lắm, chịu thiệt đâu, nhất định sẽ quay lại. Nên bảo tôi mang đồ đến đây này. Cảm ơn anh Trần. Anh định làm thế nào đây? Bây giờ anh chưa biết. Anh vẫn đang suy nghĩ. Y Nhiễm, cô ấy muốn ly lại đồ của cha mình. Trước kia anh bị bọn Nhật đuổi theo như chó. Chừng nào chưa lấy lại được thể diện, thì anh sẽ không để chúng yên ổn đâu. Anh bị con cá thối kia àm liên lụy bao nhiêu lần rồi. Nếu như hắn ta chết đi thì mọi người sẽ đỡ vất vả hơn đấy. Em vẫn chưa buông bỏ được à? Anh đã có thể buông bỏ được rồi. Cậu ấy không giống vậy. Anh, nếu phải đi thì hãy cho em đi cùng với.
Mọi người nghe theo sắp xếp của tôi nhé. Sau khi trời tối, tôi và Nê Thu sẽ đi vào từ chỗ này. Linh Lung và Y Nhiễm dẫn những anh em khác đi vào từ chỗ này. Chỗ này là chỗ yếu nhất của họ. Mọi người tuyệt đối không được rút dây động rừng. Đại Long và Tiểu Phong, hai người đứng ở chỗ cao nhất nãy yểm hộ cho chúng tôi. Mọi người đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Đợi chút, anh ơi. Ai sẽ xử lý hắn ta đây? Hắn ta là một hòn đá thôi. Đi thôi. Đi, vâng. Mau lên, tìm đi. Đi thôi. Nê Thu, có thấy kỳ lạ, chẳng có gì cả. Không hay, mắc bẫy của chúng rồi, mau đi thôi. Anh, không ổn rồi, ở đây không đây có là ai một cả. Cái bẫy, đi thôi. Lũ nhát gan, các ngươi đã bị bao vây rồi. Hãy bỏ vũ khí xuống, không được phản kháng. Em sẽ liều mạng với bọn Nhật này. Anh đưa Y Nhiễm đi trước đi, để em và Nê Thu cắt đuôi họ cho. Tôi á. Thủ lĩnh, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đầu hàng đi. Đại Long, cậu đang nói gì vậy? Kẻ nào vậy? Tôi bán đứng anh Tiêu nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ bờn đứng kiểu này đâu. Tốt lắm, là quyết định rất thông minh đấy. Những tên khác thì sao? Ra cả đi. Chúng ta đầu hàng, các ngươi thắng rồi. Chị cả, em xin lỗi. Đại Long, đồ khốn nạn. Ninh Lung, Trần Tiêu. Có vẻ anh Trần Tiêu được nghỉ ngơi tốt đấy. Rất tốt, người đã đến đông đủ rồi. Ngài Trần Tiêu, cô Như Long, vị này là cô Y Nhiễm đúng chứ? Còn cả ngài Nê Thu của chúng ta nữa. Thật vui, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi vô cùng yêu thích Trung Quốc, đặc biệt là lịch sử của Tây vực Lâu La, càng khiến tôi nhiệt huyết sôi trào. Nguyện vọng chuyến đi này của tôi là có thểm được kho báu Lâu La thần bí. Nhiều năm vậy rồi, người Trung Quốc các vị không thể được Thận Lâu Thành, cũng không ai có thể lấy được. Vậy thần châu có thể khiến chết sống lại trong truyền thuyết.
Vô liêm sỉ. Tận dụng tốt tài năng, người có năng lực mới đạt được vị trí đó. Chỉ người có đức mới có được bảo vật. Cô Y Nhiễm chắc không còn nhớ tôi rồi. Năm đó, tôi và cha cô, tiến sĩ để từng cùng làm việc. Ông ấy còn dạy tôi một câu. Đối xử tốt với người khác, tình thân như anh em. Lời trẻ con học vẹt mà thôi. Không sai. Sau khi biết trong Thận Lâu Thành thứ khiến con người bất tử, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là lấy được nó sẽ dâng cho Thiên Hoàng. Thế nhưng cha của cô Y Nhiễm trước khi đi vào lại đá tôi ra khỏi đội ngũ của ông ấy. Cha tôi đã làm sai thật rồi. Ông ấy nên giết anh. Bây giờ tôi cũng có thiệt chết mấy người. Anh sẽ không giết bọn tôi đâu. Anh cược rằng tôi biết. Chúng tôi biết lối vào của Thận Lâu Thành. Nói không sai. Mấy hôm trước, ánh sáng vàng đã dẫn đến xuất hiện của Thận Lâu Thành, khiến tôi bất an vô cùng. Đừng chọc giận người từng bị sỉ nhục. Ví dụ, giết chết một ai để giảm bớt sự sợ hãi. Chi bằng nói tôi biết làm sao mới tìm được lối vào chính xác của Thận Lâu Thành. Cô Y Nhiễm, hiển nhiên là cô biết, đúng không? Y Nhiễm không biết. Tấm bản đồ đó quả thực là của cha cô ấy. Thế nhưng căn bản không tìm được lối vào chính xác. Thế này đi, tôi chuẩn bị cho các vị một trò chơi, hy vọng mọi người chơi vui vẻ. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chơi. Ngài Hikari Tian đồng ý với tôi rồi, đợi tôi thăng chức rồi, giúp tôi làm lớn mạnh bang phái của chúng ta. Hơn nữa, tôi có thể tha chết cho cô. Điều kiện chính là cô phải gả cho tôi. Anh hãy từ bỏ cái ý định đó đi. Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có gả cho một, tôi cũng sẽ không gả cho anh. Ông đây theo cô lâu như vậy, cũng không bằng một con cá thối, đúng không? Ngài Hikari Tian, không phải chứ? Sao chăng? Cô nhìn tôi như vậy là định làm. Anh xem, Ngài Trần, đây chính là người không có niềm vinh dự, chết khó coi biết bao. Tôi coi thường anh ta. Đến anh rồi. Đừng làm chuyện khiến tôi xem thường, Ngài Trần. Ngài Trần, anh đây là làm gì vậy? Họng súng chỉ vào bản thân mình, nguy hiểm lắm. Tôi là muốn hai người tự tàn sát lẫn nhau. Như vậy tôi mới thấy vui. Cô Y Nhiễm, trước khi súng nổ, cô vẫn còn cơ hội. Bắn đi, nếu như không nổ súng, mấy người đều phải chết. Tôi đếm đến 3. 3 2 1 Tôi nói, không được. Cô không được nói, tôi nói. Ngài Trần Tiêu, lại đến lượt anh rồi.
đừng cử động, đừng qua đây, nếu không tôi giết cô ta. Linh Lung, mấy người đi trước đi. Nhanh. Đừng nhúc nhích. Đứng lại. Chạy mau. Chị mau đi trước đi. Em yểm hộ cho chị. Bây giờ tôi có thể thả mấy người. Chỉ cần cô ấy nói ra bí mật còn lại. Anh muốn thả thì đã thả từ lâu rồi. Anh căn bản không hề quan tâm sống sao cha người phụ nữ này. Đến lúc thể hiện lòng trung thành rồi. Anh là một tên điên. Tôi đầu hàng. Nói đi. Đây là một cơ hội cuối cùng. Được, tôi không mở được cửa chính của Thận Lâu Thành. Bản đồ chỉ là một trong những vật phẩm. Còn một thứ nữa tôi không biết. Đừng cử động. Cô nói là cái này hả? Lúc đầu cha cô lấy được một cái, nhưng ông ấy không đưa cho tôi. Có điều, không sao cả. Công sức không phụ người có lòng. Tôi không biết. Đây là chìa khóa mà các nước chư hùng nạp cho Hoàng Kim Thành. Bây giờ hy vọng cô giữ đúng lời hứa, tìm được lối vào chính xác cho tôi. Vậy anh phải bảo đảm an toàn của chúng tôi. Không, tôi chỉ có thể bảo đảm không giết mấy người. Ít nhất trước khi tôi lấy được quả thần trong truyền thuyết, sẽ không giết chết cô. Nhanh, bọn họ ở phía trước. Tiểu Phong, mau, xuống đây. Trụ được không? Được. Ít nhất có thể kéo theo được hai tên. Đồ khốn kiếp. Tiểu Phong. Tiểu Phong. Tiểu Phong. Tiểu Phong. Tiểu Phong. Tiểu Phong. Nhanh lên. Chính là ở đây. Người vùng đất Cổ Lâu Lan vì muốn đón nhận thần mặt trời đã xây dựng Thận Lâu Thành. Chỉ có thần mặt trời mới có tư cách sông ở thành lơ lửng không trung thế này. Thần mặt trời, mặt trời, Thận Lâu Thành, mãi mãi hiện ra đoán sáng chói chang của mặt trời. Ôi mẹ ơi, thần kỳ. Vào hẻm núi. Đi mau. Vâng. Nhanh lên. Làm gì thế? Anh, bây giờ chúng ta là hai con trâu chấp vuốt. Làm thế nào đây? Sợi đây. Tránh ra. Tôi thấy hai người hợp nhau quá mà. Đừng nói nữa. Dừng lại. Là ở đây.
Chúng ta tới rồi. Mùi lưu huỳnh ở đây rất nồng. Xem địa hình, khe núi này rất có thực hình thành trên miệng núi lửa. Không cần lo lắng. Hai người các cậu, đi xem chút đi. Dạ, dạ. Báo cáo, không phát hiện điểm nghi ngờ. Phòng bị. Cứu tôi. Nào, mau cởi ra giúp tôi. Bọn chúng đi phía bên này, nhanh. Anh, giúp tôi. Đuổi theo. Đê Thu, sao cô lại tới đây? Đừng để anh ta làm hỏng việc. Hai người mau theo tôi đi sau cùng. Anh vậy cô tự mình cẩn thận đó. Đi thôi. Anh, mau nhìn phía trước, có cửa, đây chính là lối vào. Cái quỷ quái gì vậy, hình như là loại bình phong nào đó. Thận lâu thành thiên cổ, có lẽ hôm nay chính là ngày thấy lại ánh mặt trời. Cậu không sao chứ? Đừng ăn thịt tôi, đừng ăn thịt tôi. Muốn tới lối vào bắt buộc phải thông qua hẻm núi này. Vì vinh dự, vì vẻ vang. Theo sát. Y Nhiễm, cô qua đây xem. Đây là chữ gì? Kiếp Lư Tự, chữ của người vùng đất cổ Lâu Lan. Cô biết hả? Biết không nhiều. Bên đó còn rất nhiều, tôi đi xem. Mẹ ơi, toàn là vàng. Phát tài rồi. Tôi hiểu rồi. Thận lâu thành chúng ta nhìn thấy chính là thông qua chúng khúc xạ lên bầu trời.
Đây cũng là, vàng. Trần Tiêu, cha tôi thật sự từng tới đây. Anh xem, đây là ký hiệu của riêng họ. Nhất định sẽ còn manh mối khác. Đi, chúng ta đi xem được sao? Mau lên, theo sát. Bí mật ở đây nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi. Nhất định phải bắt mang về một ít sinh vật đã đột kích chúng ta. Loại sinh vật trước giờ chưa từng thấy này có thể giúp tôi gài được nhiều quyền lợi hơn quân đội. Xin ngài yên tâm, chiến sĩ của ngài đều nguyện hy sinh vì ngài. Trần Tiêu, sao thế? Đây hình như là đồng nghiệp của cha tôi. Trong sổ ghi chép viết những điều đó nói ở phía dưới có một địa cung. Trong địa cung có thần dược. Thế nhưng có quái vật khổng lồ đành giữ thần dược. Rất nhiều người bị thương nặng, trốn được ra ngoài. Vậy cha cô đâu? Trong này không nhắc tới. Hôm nay, Nê Thu ông đây không tin là không dịch chuyển được ngươi. Đi. Đi. Mẹ ơi, cái thứ Nhật Bản bé nhỏ này uy lực lớn thật đấy. Anh làm gì thế? Mã Như Long, cô là người hay là ma? Đây cho anh một viên đạn là biết ngay. Nê Thu, Linh Lung là tới giúp chúng ta đó. Đây là lối vào của địa cung. Cái gì? Cửa vào gì? Bảo vật của Hoàng Kim Thành đều ở dưới đấy hết. Còn đợi gì nữa? Để tôi buộc dây. Anh, chúng ta xuống dưới xem thử đi. Tôi xuống dưới xem thử. Anh phải cẩn thận đấy. Cẩn thận nhé. Chậm thôi anh. Xuống dưới đi.
Nê Thu, anh không cần phải dọn mấy thứ đấy đâu. Biết đâu ở dưới còn có thứ tốt hơn thì sao? Lúc lên anh lại lấy cũng chưa muộn. Đúng, đúng, đúng. Anh cẩn thận đấy. Cá thối, anh nhanh lên. Đến đây. Nê Thu, nhanh lên. Vẫn còn nhạt. Tôi đã hiểu tại sao ban đầu bố lại chọn con đường còn lại rồi. Con đường hoàng kim này là người Cổ Lâu Lan mở ra cho thần minh. Họ tin rằng thần minh là cao quý và thuần khiết nhất, nên dùng vàng để xây nên một cung điện cho thần minh, để thần minh có thể đi trên con đường thuần khiết nhất. Mà biểu tượng của bố tôi chính là quyền trượng của tiên tri trong văn hóa người Cổ Lâu Lan. Khởi đời Cổ Lâu Lan cho rằng chỉ có tiên tri mới có thể lại gần thần minh. Phía trước chắc là nơi ở của thần. Vậy có phải có đủ loại bảo vật không? Im miệng. Vậy rốt cuộc chúng ta nên đi con đường nào? Dựa theo sự sùng bái của người Cổ Lâu Lan chắc là bên này. Nhưng mà tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi không biết nữa. Bên đấy, hai người xem bên đó có bao nhiêu là vàng. Nê Thu, đừng chạy linh, để anh ta đi chết luôn đi. Chúng ta cũng vào đi. Tìm ra bọn họ cho tôi. Bọn Trần Tiêu chắc là đi xuống rồi. Có nên nhốt bọn chúng ở đây đến chết không? Cần làm thế. Người đâu, cậu xuống xem trước đi. Vâng. Vì tiền mà không cần cả mạng sống, nào tật nấy. Trần Tiêu, Trần Tiêu, anh xem bên đó kìa. Mau đi, mau đi. Đợi đã. Biểu tượng của Y tiên sinh. Xem ra năm đó bọn họ thật sự đã vào rồi. Vậy còn Thận Lâu Thần Châu, chúng ta càng lúc càng gần rồi. Xuất phát. Vâng.
Không mở ra được. Bọn chúng còn chưa đuổi ta, tạm thời an toàn rồi. Đây chắc là cánh cửa thông tới thần đàn. Cái cửa này không mở được. Chắc là có cơ quan đấy. Đợi đã. Mọi người nghe xem, khi Caritian cũng đi vào rồi. Bảo vệ ngài Hikaritian tản ra. Mau tản ra. Tên khốn Hikaritian đi sang phía bên này rồi. Y nhiễm, cô mau tìm cơ quan đi. Chúng tôi sẽ chặn lại trước. Được. Người cổ Lâu Lan cho rằng thần minh là cơ quan sạch. Chắc chắn không thể bị người phàm động vào. Thì mở cơ quan thế nào đây? Không đúng, không đúng. Là tiên tri. Tiên tri, y nhiễm, cô đang lẩm bẩm cái gì vậy? Nguy cấp lắm rồi, Hikaritian. 4-3. Ai chết còn chưa chắc đâu. Ngài Hikaritian, chúng ta đều vì làm giàu cả. Bảo vật ở đây nhiều như vậy, chỉ riêng vàng đã không chuyển đi hết rồi. Chúng ta không cần phải liều mạng với nhau vậy chứ. Anh rộng lượng nhỉ, người chết không phải anh em của anh à. Linh Lung. Không cần phải giằng co với bọn họ. Cá chết lưới rách thì không đáng. Đúng, đúng, đúng. Tôi tìm ra rồi. Cơ quan chắc là ở đây. Cái này phải có vòng vàng mới mở ra được. Ngài Hikaritian, giao cái vòng vàng đấy ra đi. Ôi tổ tông của tôi ơi, chuyện sống chết cấp bách, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây. Icaritia ở sau cánh cửa đó đều là bảo vật cả. Sao? Không muốn chết thì mau đưa vòng vàng cho tôi. Icaritian, ông không còn lựa chọn đâu. Nghĩ cái gì vậy? Ông đến Lâu Lan không phải vì cái này sao? Mọi người vào đi, yểm trợ đằng sau. Linh Lung, đi mau, mọi người đi trước đi. Linh Lung, mau lên. Bắt lấy. Đi mau, Linh Lung. Mau vào đi. Oh.
Đây là dây chuyền của bố tôi. Ông ấy thật sự đã đến đây. Đi thôi. Thần tích, đúng thật là thần tích. Thần tích. Là Thận Lâu Châu, cô qua xem thử đi. Ikaritian, ông định làm gì? Tôi không muốn giết cô ta. Anh đưa Thận Lâu Thần Châu qua đây. Được. Để tôi đi lấy. Cẩn thận đấy. Bảo vật chỉ người có đức mới lấy ra được. Chỉ có bản thân cô mới cầm có thể lấy. Không phải cô nói bản thân có đức sao? Cô đang chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Mau lên. Đồ khốn nạn. Đừng có động đậy. Dừng tay. Không thì đừng ai hòng lấy được. Bố tôi chắc chắn có tới đây. Giờ cô còn không ông hiểu ấy à? Không muốn thả thứ này ra ngoài đó. Y Nhiễm, lấy vòng vàng để mở cửa. Nhanh lên. Thần Châu vẫn ở trong tay bọn chúng. Y Nhiễm nhanh lên, bọn họ tới rồi. Mau. Mau đi thôi.
Mày cắn tao, tao nổ chết mày. Anh làm gì vậy? Sao anh lại ném nó đi? Anh trai ruột của em, mau đi thôi. Con vật đó đuổi theo vì thứ đó đây thôi. Đồ khốn nạn. Xong rồi. Sớm biết thế này, chi bằng giao cái mạng này cho Mã Như Long kia. Là Linh Lung, qua đây, giúp một tay đi. Anh dùng sức lên. Được. Anh Trần Tiêu, anh Trần Tiêu. Đi mau, bên dưới sắp sập các rồi. Anh em, đi thôi. Làm gì vậy? Anh muốn chết thì tiễn anh một chặng, đưa anh ta đi. Đi, vàng của tôi, vàng của tôi. Vàng của tôi. Vàng của tôi. Vàng. Tôi không muốn đến nơi này nữa. Sau này em muốn đi tới đâu, anh cũng đều sẽ đi cùng em. Anh ôm người đẹp đi mất rồi. Chúng ta không tìm vàng nữa. Những bảo vật ở dưới mảnh đất này đều thuộc về dân tộc và quốc gia này. Vậy cô vẫn muốn trông giữ ở đây? Phải trông tới lúc nào chứ? Trông giữ tới khi không còn thế lực nào dám bước vào vùng đất này.